Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 gửi đến các bạn một chương trình iRep của dự án Top Cần Nóc Chen. Các bạn, con này khi đang tham gia chương trình iRep, các bạn nhận 250 Top Cần Nóc, một Top Cần Nóc bằng 0.04 euro nha các bạn. Đầu tiên click phần link mô tả của mình, rồi các bạn làm nhiệm vụ của nó. Đầu tiên các bạn lướt xuống, bắt buộc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nha các bạn. Đầu tiên các bạn follow theo và request the quick request the quick của nó nè các bạn. Các bạn click vào nha. Rồi, nó chuyển đến theo. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn thật là nhiều. Các bạn thông cảm nha các bạn, sáng sớm mấy năm ấy rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like cho nó một hai bài nha các bạn. Đây nào, ai rớp rồi ta. Rồi các bạn test lại cho nó cái bình luận nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn giỏi các bạn. Này để mình ghi sao đi. Rồi các bạn like, sale và like Facebook nha các bạn. Này để nhiệm vụ mà mình ghi sao. Rồi nhảy tàu lao các bạn. Ủa này rồi tới này á. Các bạn like cái nha các bạn. Các bạn like và chia sẻ trang cá nhân các bạn. Chia sẻ nè. Rồi các bạn đăng nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn like và chia sẻ cái Facebook. Rồi tới nhiệm vụ thứ tư là các bạn join group Telegram của nó các bạn. Rồi ghi là nhớ username các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn like or like LinkedIn và and like the laptop. Rồi các bạn like nha các bạn. Bạn nào chưa tạo tài khoản thì tạo tài khoản các bạn. Các bạn bấm vào follow in nè. Rồi các bạn like cho nó bài nè. Rồi các bạn chia sẻ nè các bạn. Bạn post lại đi, ghi chữ gì đi. Ai được góp đi. Bạn post nha các bạn.
Các bạn làm iGroup phải có mấy cái trang xã hội làm mới được nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi mất tiêu luôn. Chán quá. Rồi bạn join kênh Telegram thứ hai của nó nè. Các bạn làm từ nhiệm vụ dễ lắm các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi cái Telegram này username user là các bạn, mình có để vô phần link mô tả, nếu mà không có thì mình các bạn ghi vô a cộng ảnh anh 0329931577 các bạn. Rồi các bạn điền cái địa chỉ qua Z vô để mình lấy địa chỉ qua Z nha các bạn. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký một cái tài khoản, đăng ký mail và mật khẩu rồi vào mail và verify nha các bạn. Thì mình đang có tài khoản rồi mình đăng nhập nha các bạn. Những video trước mình có từng tạo dí á, hướng dẫn các bạn tạo dí. Bạn nào không hiểu thì cứ đợi lại comment dưới. Xin in. Các bạn chờ mình chút đấy, chờ mình login chút nữa các bạn. Ba lầu. Mình login nha các bạn. Các bạn chờ chút để mình login nha các bạn. Má pin trời bỏ. Rồi. Các bạn bấm đi chữ gì chữ này các bạn, nhấn đây mũi tên đi xuống các bạn, chưa qua chết mũi tên đi xuống nè. Rồi các bạn copy địa chỉ này nha các bạn. Rồi bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ này vô các bạn. Rồi 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 để em coi. Follow and repeat các bạn. Tên theo word. Các bạn mở theo word mình lên nha các bạn. Đang lấy cái username mình. Rồi các bạn vào trang cá nhân nè. Rồi các bạn copy cái địa chỉ này các bạn, a cộng winv này nè, h9. A cộng win chứ. VNNH9. Rồi các bạn lấy username Facebook nha các bạn. Các bạn mở Facebook của mình lên nha các bạn. Các bạn vào trang cá nhân nè các bạn. Các bạn chia sẻ nè, chữ mo nè, các bạn sao chép đi copy link nha các bạn. Rồi các bạn quay đi. Các bạn bắt vào các bạn.
Rồi các bạn ghi lại cái username Telegram của mình các bạn. A cộng, cái này là cũng mã giới thiệu của mình luôn đó các bạn. Anh 03 2 99 3 1 5 7 7 0 3 2 99 3 1 5 0. Rồi Linh Win. Lấy cái username Linh Win nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái Linh Win. Các bạn nhấp vào chữ in nè. Bà cho. Rồi các bạn copy cái username này lại các bạn. Rất là dễ luôn. Chết chưa. Sao chép địa chỉ liên kết. Không ai các bạn muốn nút chia sẻ nữa các bạn. Bạn sao chép vào khai nhớ tạm nữa. Cái máy kỳ quá. Trời ơi là trời chết. Mất tiêu hết trơn luôn rồi trời. À còn còn. Rồi các bạn bắt địa chỉ liên quân nè các bạn. Dán vào. Lên bay. Này cái liên quân. Like all letters and enter username. Rồi liên viên nữa. Thứ hai cái liên viên nữa chạy. Rồi các bạn ghi cái username Telegram của mình lại các bạn. Hay gì rồi mình ta anh 0329931577 các bạn kiểm tra đây các bạn. Này like all linguin nãy cái này cái đầu rồi. Còn cái nữa các bạn làm tới hai cái mà thì chán chết rồi. Rồi các bạn follow các bạn. Các bạn like cho nó một bài nè. Hai bài các bạn. Bài hai bài các bạn. Rồi các bạn bot nè. Rồi mình kiểm tra mình có ghi đúng hết thông tin như các bạn. Anh đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Này username Telegram đúng rồi. Đúng rồi. Rồi này Unter Telegram đúng rồi. Rồi các bạn nút gỡ các bạn. Rồi, câu trả lời của bạn được ghi lại. Vậy video mình kết thúc như là nên tiếp cận trả về bên cái ví project của các bạn nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn nha. Làm cái video được chặn ngay cái máy mình lót chậm quá.